Tại buổi làm việc, đơn vị tư vấn của tập đoàn Sun Group đã trình bày phương án thiết kế hai bùng binh tại nút giao thông Cẩm Thạch và Cẩm Đông, báo cáo nhanh về tình hình triển khai dự án khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng cao cấp Quang Hanh, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và đầu tư dự án hạ tầng kết nối quốc lộ 18A với đường bao biển tại phường Quang Hanh cùng những vấn đề khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án. Sau khi nghe ý kiến của các phòng ngành địa phương liên quan, các đồng chí lãnh đạo thành phố cơ bản đồng tình và rất ấn tượng với ý tưởng ban đầu phương án thiết kế hai bùng binh ở hai nút giao thông trọng điểm của thành phố, đồng thời đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến để nghiên cứu chỉnh sửa, phát triển thêm những công trình tạo sự gần gũi cho người dân dễ cảm nhận. Mục tiêu chính là phục vụ giao thông và mang nét mới đột phá chỉ riêng có ở Cẩm Phả và cần lưu ý lựa chọn chất liệu để đảm bảo trường tồn với thời gian. Đối với việc triển khai dự án tại phường Quang Hanh, lãnh đạo thành phố khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhà đầu tư triển khai dự án. Các phòng ngành địa phương tăng cường công tác quản lý trên địa bàn, tập trung giải phóng mặt bằng để phục vụ thi công, giải quyết các vấn đề liên quan đến thủ tục pháp lý trong thời gian sớm nhất.